Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời quý vị gặp gỡ với Sơ Anna Hoàng Thị Chin từ dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức tại Việt Nam đến thăm VNTV của San Diego buổi tối ngày hôm nay. Trước hết xin chào Sơ. Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán thính giả. Em chào chị Vân Anh ạ. Dạ, chào Sơ. Chào mừng Sơ đến với thành phố San Diego. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị về một cái chương trình mà cách đây quý vị còn nhớ không? 2 năm về trước chúng ta đã tham dự một cái chương trình rất là có ý nghĩa. Đó là bữa cơm tình thương để giúp cho các em khiếm thị tại Việt Nam do Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam tổ chức. Và năm nay, vào ngày Chủ nhật sắp tới, ngày 26 tháng 7, tại nhà hàng Lee's Garden. Và để hiểu rõ hơn chi tiết về chương trình này, chúng tôi mời quý vị theo dõi phần chia sẻ với Vân Anh cũng như là Sơ Anna Hoàng Thị Chin sau đây. Thưa Sơ, trước hết thì Sơ có thể cho Vân Anh cũng như là quý vị khán thính giả được biết những cái công việc mà quý Sơ đang làm ở Việt Nam là công việc gì, thưa Sơ? Dạ, kính thưa quý vị, hội dòng chúng tôi có 200 Sơ và hiện tại là chúng tôi đang nuôi 262 em ở trong 9 cơ sở của hội dòng từ miền Nam ra miền Bắc, Việt Nam. Yeah. Dạ, thì cái cơ sở chính là tại trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng là tại Thủ Đức. Thì yeah, cơ sở đó là cơ sở chính, thì chúng ở đấy có 84 em. Wow. Dạ, còn ở những cơ sở kia là những cơ sở nhỏ thì có khoảng 15-20 em. Và ở miền Bắc thì mới có một cơ sở. Thì bây giờ mới là đang bắt đầu để tập trung để nuôi các em. Thì ở đấy thì chúng tôi chưa có cơ sở, chưa có nhà. Có nghĩa là hiện tại đang ở tạm một ngôi nhà là của Đức Cha Giáo Phận Bắc Ninh cho ở nhờ. Thì chưa có nhà của nhà dòng thì chưa có nhà. Thì chúng tôi đang mới đây thì có một miếng đất. Thì bây giờ là muốn là để có điều kiện để xây dựng một ngôi nhà để nuôi các em. Thì ở đó thì tại chưa có cơ sở nên là chỉ có 10 em nhỏ. Dạ, còn nguyên cái tỉnh Bắc Ninh không thì rất là đông, nguyên tỉnh Bắc Ninh không là gần 100 em khiếm thị mà tại chưa có điều kiện để gom các em lại. Thì cái công việc của các sơ nuôi dạy các em thì hoàn toàn là miễn phí, nhận các em vào để nuôi dạy chăm sóc nên hoàn toàn miễn phí, các em không có phải trả tiền. Thì các em được học từ mẫu giáo đến đại học. Dạ, cái lứa tuổi của các em thì từ 0 đến 25 tuổi. Thì cái lứa tuổi 0 đến 5 tuổi là gọi là cái chương trình can thiệp sớm. Yeah. Dạ, thì cái chương trình đó thì các sơ hay đến tại gia đình hướng dẫn cho phụ huynh để chăm sóc các em. Yeah. Dạ vâng, thì đến tuổi mà các em đi học mẫu giáo thì các em phụ huynh đưa đến các em đến với các sơ để các em học rồi học lên. Thì các em những là các em có khả năng mà học văn hóa tốt thì các em cứ học lên cao, còn có những em mà nó không có học được tốt thì nó nghĩa là có những em mà làm sao mà chăm sóc để cho nó có khả năng tự phục vụ bản thân. Đúng rồi. Dạ, dạ vâng. Thì khi mà các em, như các em này không có nhìn thấy thì là khi mà vào với các sơ là các sơ phải dạy bắt đầu từ đầu. Từ cái gì cũng phải dạy, cái là trước hết là phải dạy cái quan sát cái môi trường các em làm quen. Rồi các em đi đứng rồi những cái chỗ quen cái môi trường. Rồi từng cái rửa mặt, đánh răng rồi bất cứ là phải dạy hết ạ. Gấp quần áo. Hay là có những em mà cài tập cho các em cài cái nút áo này thôi. Yeah. Mà cũng cả năm vẫn chưa được. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì đó là những cái em mà gọi là khiếm thị, các em nó đã mù nhưng mà nó lại thêm những cái tật khác nữa. Yeah. Gọi là đa tật. Yeah. Vâng, thì những em đó thì cần nhiều thời gian. Còn những em mà nó có khả năng học khá hơn thì nó hết cái thời gian hơn. Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn Sơ. Thưa quý vị, qua sự chia sẻ của Sơ thì chúng ta thấy rằng các vị Sơ trong dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức nói riêng cũng như là các vị Sơ mà làm các công tác thiện nguyện, đặc biệt là giúp đỡ nuôi dạy cho các em bị khiếm thị thì Việt Nam là một công việc rất là cực khổ và đòi hỏi một cái thời gian rất là kiên trì, cho nên chắc chắn là cần có sự góp tay của mọi người ở mọi khắp nơi và
chắc chắn là cần sự góp tay của chúng ta ngay tại hải ngoại này, ngay tại thành phố San Diego này. Và đó là lý do mà chúng tôi muốn mời gọi quý vị tham dự thật là đông vào buổi bữa cơm tình thương để giúp các em khiếm thị Việt Nam do Hội Trẻ Khiếm thị Việt Nam tổ chức vào ngày Chủ nhật sắp tới 26 tháng 7 tại nhà hàng Lee's Garden. Chúng ta đến để cùng gia đình thưởng thức một bữa cơm tối, phải không sơ? Chương trình có cơm tối, khoản đãi cơm tối do nhà hàng Lee's Garden, một cái giá vé rất là tượng trưng, chỉ có 25 đồng. Mời quý vị hãy đến một buổi tối cùng với quây quần với bạn bè và người thân, và chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn thật là yên ắng khi chúng ta đã làm được công việc có ý nghĩa, và bên cạnh đó là cùng đồng hành với quý sơ để cho xoa dịu bớt những cái sự bất hạnh của các em tại Việt Nam. Thưa sơ, như vậy thì trong khi mà trong cái bữa cơm gây quỹ này, nếu mà với tất cả sự đóng góp của quý vị ân nhân thì quý sẽ giúp cho quý sơ để quý sơ tiếp tục mà trong cái việc nuôi dạy các em, phải không sơ? Dạ vâng ạ. Và các em ở đó thì học chữ rồi học nghề không sơ? Dạ có, các em học chữ. Em nào có khả năng học lên đại học thì các em cứ học lên, còn có những em nó chỉ có khả năng học hết 12 thì là nó học nghề, thì các em ở với các sơ thì bây giờ các em có học nghề là học nghề làm thủ công, làm những cái hạt cườm á, những con thú hay là những cái bình hoa, nên là nói chung là các em làm đó. Và có những em mà nó học về bấm huyệt trị liệu. Dạ vâng, thì bây giờ hiện tại là các sơ có một phòng cho các em làm công việc đó, là các em làm công bấm huyệt trị liệu thì... Dạ vâng. Như vậy thì sơ đã làm công việc này bao lâu rồi sơ, bao nhiêu năm rồi? Bản thân em dạ, vâng. Bản thân em làm năm nay là khoảng 10 năm rồi. Dạ vâng. Và còn sơ nói là cơ sở bên Nhật Hồng thì đã thành lập được bao nhiêu lâu rồi ạ? Nhật Hồng thì cái cơ sở đầu tiên á, đầu tiên thì là năm nay là 20 năm rồi ạ. Dạ vâng. Dạ. Công việc chăm sóc các em mù của Hội Dòng là năm nay vừa tròn 20 năm. Dạ vâng. Dạ. Với cái kinh nghiệm làm việc của sơ thì trong suốt 10 năm trong cái công việc mà nuôi dạy các em, dạ, thì sơ thấy là có em nào đã được giống như là tự lo được cho bản thân mình, mà bên cạnh đó còn đi xa hơn một bước nữa là các em đã thành công, thí dụ như vào đại học và trở thành một người đóng góp cho xã hội. Có những trường hợp đó không? Dạ có. Vâng, trong trung tâm của chúng em thì các em đã ra trường đại học, ra trường học đại học cao đẳng xong ra trường cũng khoảng hơn 20 em rồi, và các em lại giúp lại cho các em. Rất là hay. Dạ vâng. Giúp lại cho các em trong trường. Rồi cũng có những em thì tự lập, không học đại học được thì các em học nghề thì các em cũng tự lập được. Dạ, thì cũng có những em mà cũng ở trong với các sơ nhưng mà các em xây dựng gia đình rồi các em lại cũng vẫn vào giúp tại trung tâm. Các sơ là những người đã gánh vác cho chúng ta những cái gánh nặng cũng như là những cái sự khó nhọc cực khổ này. Chúng ta rất là may mắn được sống ở hải ngoại. Đương nhiên là chúng ta được may mắn hơn mọi điều về vật chất, cho nên Vân Anh một lần nữa mong mỏi kêu gọi quý vị, hôm đó Vân Anh được gặp quý vị thật là đông tại nhà hàng Lee's Garden một lần nữa vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 sắp tới. Vân Anh còn nhớ cách đây 2 năm một chương trình rất là hay quý vị, trong đó chúng ta được ăn tối, được nghe một chương trình văn nghệ rất là hay. Ban tổ chức cho Vân Anh biết là chương trình văn nghệ năm nay được sự đóng góp của các anh chị em nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến tại San Diego trong suốt thời gian vừa qua. Cho nên Vân Anh kêu gọi quý vị ngày hôm đó, nếu mà quý vị có công việc gì cũng ráng thu xếp để đến với các em. Bữa cơm tình thương giúp các em khiếm thị Việt Nam được tổ chức tại nhà hàng Lee's Garden Chủ nhật vào ngày 26 tháng 7 vào lúc 5:30 chiều. Giá vé chỉ có 25 đồng thôi quý vị. Chúng ta đi ăn tối cũng tốn 25 đồng rồi. Quý vị đến đây để mang đến cho các em một hơi ấm tình thương và đồng hành với các sơ để các sơ có thêm đủ nghị lực để tiếp tục công việc thật là khó khăn vất vả này, phải không sơ? Dạ. Với trung tâm mà sơ đang làm việc thì bao nhiêu sơ để mà lo lắng cho các em? Dạ, tất cả cái các số các sơ mà đang chăm sóc các em ở trong các cơ sở là khoảng 45 sơ. Dạ vâng, tại nhà dòng có 200 sơ nhưng mà có 45 sơ là làm công việc này chăm sóc các em. Dạ vâng, tại vì các sơ không phải là nguyên công việc nuôi dạy các em mù mà còn những công việc khác nữa. Dạ. Dạ trong vâng. Sứ mạng của Hội Dòng thì có những công việc khác nữa. Dạ vâng, dạ. Trong cái tinh thần phụng sự của dạ sơ. Vâng. Thưa quý vị, và quý vị nào mà nếu là quý vị
không đến được với chương trình bữa cơm tình thương giúp cho các em khiếm thị Việt Nam vào ngày Chủ nhật sắp tới đây 26 tháng 7 thì Vân Anh cũng mong mỏi kêu gọi quý vị có thể đóng góp hỗ trợ cho hội bằng cách quý vị có thể gửi những cái tấm chi phiếu mà chúng tôi có cái địa chỉ trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức để cùng đóng góp với ban tổ chức một tay nếu mà quý vị bận không đến được với chương trình. Một lần nữa, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2015 tại nhà hàng Lee's Garden, bữa cơm tình thương giúp các trẻ em khiếm thị Việt Nam do Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam tổ chức. Giá vé chỉ có 25 đồng, quý vị gọi cho ban tổ chức để có vé. Mục đích của chúng tôi đến đây thì chỉ có để xin, trước hết là để gặp gỡ quý vị ân nhân, để cảm ơn quý vị ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi trong cái công việc chăm sóc nuôi dạy các em mù trong suốt 20 năm qua. Thì hôm nay chúng tôi rất là may mắn được đến đây để được gặp gỡ và được nói lời cảm ơn đến với tất cả quý vị ân nhân và quý khách sắp sửa chúng tôi được gặp gỡ. Và chúng tôi cũng xin quý vị rộng lòng thương đến chúng tôi về cái công việc của chúng tôi làm. Thì nói chung là tự các sơ thì không có làm gì ra tiền để nuôi các em, mà tất cả là trông nhờ vào sự giúp đỡ của tất cả quý vị ân nhân ạ. Thì chúng tôi một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn sơ, và Vân Anh cũng chúc cho chương trình sắp tới của chúng ta, bữa cơm tình thương giúp các trẻ em khiếm thị tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 7 sắp tới tại nhà hàng Lee's Garden do Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam thật là thành công. Và một lần nữa chúng tôi có tất cả địa chỉ information trên màn ảnh, quý vị hãy gọi ngay cho ban tổ chức để có được những cái tấm vé tham gia cũng như là gửi những cái tấm check ủng hộ quý vị. Chúng ta cùng đồng hành với các sơ để mang đến cho các em ánh sáng, hy vọng và niềm tin trong những tháng ngày sắp tới. Một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào sơ. Dạ vâng, chào quý vị. Chào chị. Con xin kính chào quý vị khán thính giả. Con tên là Nguyễn Hoàng Huynh. Năm nay con 12 tuổi, con học lớp 5 và con đến từ Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng. Sau đây, để tỏ lòng biết ơn quý vị anh nhân đã giúp đỡ, con xin đại diện cho 262 anh chị em khiếm thị. Cảm ơn, chân thành cảm ơn quý vị anh nhân. Và con xin hát một bài hát có tựa đề Cảm ơn đôi mắt anh tình. Thôi đi đi, thôi đi đi. Con mới chào đời đôi mắt đã chẳng thương, không thấy mặt trời cũng chẳng thấy mẹ cha, không thấy cuộc đời đang tràn đầy sinh sống, chỉ đến quanh mình là bóng tối tràn lan. Con muốn bước đi mà chân không dám bước, chỉ ngồi một mình rồi nước mắt tuôn rơi. Con muốn được nhìn bằng đôi mắt sáng, dù chỉ một lần được một mà thôi. Rồi một ngày kia con nhìn thấy mặt trời bằng đôi mắt ân tình của mọi người xung quanh, con đã được nhìn bằng đôi mắt sáng, sáng trong tình tràn chứa yêu thương. Và dòng thời gian đưa con bước vào đời, cùng đôi mắt này con đã vững tin hơn, cùng đôi mắt này đôi chân con vững bước, bước trong cuộc đời.
còn lắm chân gai. Con xin nói lên lời cảm ơn chân tình nhất. Con xin cảm ơn bằng tất cả tâm tư. Con xin